Em gì? Về ơi. Nó hói vậy không? Hả? Hói vậy không? Hói vậy không? Dữ vậy á. Khi chờ đảo là mình phải kiếm chỗ mình nhậu trước. Trời ơi, đúng rồi. Ơi. Nó vừa vô nhà tôi là nó hỏi. Chỉnh chưa? Làm như tao hổng hèm vậy. Nhỏ hơn cái mấy cha đi nó không biết là cha nó ghê cha.
Tao tưởng tưởng vậy á. Ai ai? Tao ăn quá làm gì đó. Tao nghe tao kẹt. Thôi rồi, không có cho gia đình tôi đi thì mình tôi đại diện được rồi. Đi lại đây nhiều chay, cái nghèo. Để chào chứ con kia nó mất đi làm ăn cả lắm nữa nó dài. Thì vợ tôi phải làm dâu là nó phải nấu cơm cho nó về nó ăn. Nó đi rồi. Nghe hố vậy. Ủa cả anh cây uống anh cây kìa. Chào cho nó luôn. Hôm nay nó không có đúng nào. Mẹ giúp cả cái. Lú rồi mẹ. Ủa vậy hả? Dạ. Dạ. Mình cái dĩa tôm hấp qua đây là nhậu trước mẹ nó đi. Rộng rồi cái bài của mình nhậu trước trời đánh cho hấp. Hay. Bé, con bưng cái dĩa tôm hấp qua đây nè. Ngồi đứa mình trời lại cái dĩa đó đúng không? Không, con ngồi dưới kia. Hả? Ai nữa là đó chưa có rồi chưa có thêm. Ngồi đứa mình trời lại cái này. Được răng mẹ. Nghe mẹ em nói nó dính lắm à. Ăn cái này nó số này phải có mớ cái này em được à. Ăn khác nữa. Cái mì cũng được nè. Hả? Bia đây nè. Cũng từ từ chú chở hết bia ông nậu không? Chú ngồi hết bia. Ai đứng cá đâu. Trời ơi, đúng rồi. Đâu, kịp qua lúc đấy. Dạ. Các anh em xin vô xuống. Đúng rồi. Đẹp.